Và hiện nay thì rõ ràng mọi người đang rất là bàn tán rất nhiều về cái việc là những nghệ sĩ nằm ở trong công ty quản lý. Thì Amy là cũng là một nghệ sĩ thuộc công ty quản lý của bố Aiden. Thì Amy thấy rằng là việc là một nghệ sĩ ở trong công ty quản lý nó có cái điều gì ưu thế gì lợi thế gì hơn so với việc là mình là một người hoạt động solo độc lập một mình. Ví dụ như Ricky là một người hoạt động solo độc lập của mình nè. Amy thì cảm thấy là nếu mà mình có một ekip của mình thì mình sẽ rất là yên tâm, bởi vì là ekip làm việc với nhau lâu dài cũng như là có những cái tình cảm với nhau từ nó qua nhiều thời gian thì Amy nghĩ rằng là tình cảm sẽ càng ngày bền chắc hơn, và cũng như là mình không thể thiếu được ekip của mình được, bởi vì phải có ekip thì mình mới có thể đi được vững chãi hơn, đi được xa hơn. Thế nên là lúc nào My cũng cảm thấy rằng là mình trân trọng tất cả những người trong ekip của mình. Còn với Ricky Star, bạn cảm thấy là việc là nghệ sĩ độc lập thì nó sẽ có cái ưu thế gì? Làm nghệ sĩ độc lập thì mình sẽ được tự do trong cái sáng tạo hơn, nhưng mà vẫn phải cần ekip thôi. Tại một người không làm được gì hết. Một nhóm không không làm được gì hết, phải làm một nhóm lớn kìa. Phải là cả một cái nhóm, cùng với cái nhóm, nhóm với nhóm sẽ thành một cái ekip thì mới đủ làm những cái chuyện lớn lao để mà có thể làm thỏa mãn khán giả được. Với Amy thì Amy nghĩ rằng là điều ràng buộc giữa một nghệ sĩ trong công ty quản lý với công ty của mình ngoài cái hợp đồng ra thì còn điều gì nữa? Ví dụ như với Amy và bố Aiden chẳng hạn. Amy thì lại cảm thấy là sẽ chả có sự ràng buộc nào nếu như cả hai đều cảm thấy cần nhau, cả hai đều cảm thấy rằng là sự quan trọng của nhau nó lớn, nó rất là lớn. Trước đó thì đã có một cái thông tin mình gọi là thông tin tin đồn hành lang, đó là Amy thực tế là nằm trong một kế hoạch một dự án nhóm nhạc của bố Aiden, nhưng mà sau đó thì bố Aiden muốn tung Amy ra trước để làm một mình gọi là sự warm up với thị hiếu của khán giả, rồi sau này thì mình sẽ có một cái kế hoạch để ra mắt cái nhóm nhạc sau. Thì mọi người đã có sự so sánh là Amy cũng na ná như Jennie của Blackpink chẳng hạn. Đấy. Và bây giờ thì không biết là tới thời điểm này thì Amy cảm thấy là mình thích với vai trò là ca sĩ solo hơn hay là mình vẫn mong muốn mình trở thành một thành viên của một nhóm nhạc. Cá nhân Amy thì cảm thấy là mỗi một người nghệ sĩ sẽ đều có một cái cá tính âm nhạc khác nhau, và để mà có được một sự thành công thì và sự đón nhận của tất cả mọi người thì Amy nghĩ rằng là màu sắc âm nhạc cũng như là cá tính của người nghệ sĩ đó phải chạm đến trái tim của mọi người, phải nhận được cái sự công nhận của mọi người mới có thể tiến xa hơn được. Vậy nên là Amy luôn luôn cảm thấy trân trọng, bởi vì là khi mà debut ra solo, Amy đã rất là thành công ở cái vị trí đó, và cái name Amy cũng đã rất là rộng rãi, cũng như là ai cũng khi mà nhắc đến Amy thì mọi người thường nghĩ đến là một cái hình tượng rất là trong sáng, và đó chính là một sự thành công. Vậy thì nếu như mà trong một nhóm nhạc nha, bây giờ mình giả sử Amy là một thành viên của một nhóm nhạc thì Amy muốn mình giữ vai trò nào ở trong nhóm đấy? Nếu mà Amy là thành viên trong nhóm nhạc thì Amy sẽ giữ là Đại ca. vocal và main visual, là hình ảnh chính và cũng như là giọng chính trong nhóm nhạc. Còn với Ricky Star thì bạn thích hoạt động độc lập như hiện tại hơn hay là cũng muốn nằm trong một thành viên trong một nhóm nhạc? Ví dụ như ở Việt Nam mình đã có Unify, mình có Monster cùng công ty với Amy nè. Thì Ricky nghĩ là mình vẫn thích cái vị trí như hiện giờ không? Ricky rất là thích cái vị trí hiện giờ của Ricky luôn. Tại Ricky vừa là artist, vừa cũng là một sound engineer, một người sản xuất nhạc. Cho nên là Ricky rất yêu sự tự do này luôn.